Còn đây là test con F11 của anh Lương. F11 thì sau khi đầy đủ GPS bay lên thì nó không có hiện tượng gì cả. Đây, đang giữ cố định một vị trí luôn, đứng yên một chỗ luôn. Giờ thử bay test các cái hướng điều khiển nhé. Sang trái, à sang phải này, sang trái này, tiến này, đấy, giữ vị trí vào GPS này, đùi, rồi lên cao, rồi xuống thấp này, vẫn giữ được vị trí bình thường, bay bình thường, camera thì vừa mới test rồi hoạt động ổn định bình thường, ok.